Chủ đề tôi gửi đến quý vị hôm nay là Hương Sa Radio mến chào quý vị khán thính giả. Trời ơi quý vị ơi, tin hôm nay nó nóng hôi hổi. Đó là phát hiện 4 cuốn sách cực kỳ nóng. Bốn cuốn sách mà chuyên môn dạy cái cách mà mần tình ở trong cái phòng ngủ của Ma Tăng Thích Nhật Từ chùa Giác Ngộ. Thì bây giờ đó, trước khi mà nói về bốn cái cuốn sách này đó, tại sao mà Hương Sa nói như vậy, thì Hương Sa mời quý vị coi ba cái đoạn video sau đây. Và quý vị phải đợi coi hết ba cái đoạn video nha mới hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi, cái đoạn video đầu tiên cũng là cái đoạn video mà chuyên gia tình dục học Thích Nhật Từ giảng về tình dục. Hương Sa biết là nhiều quý vị đã coi rồi, nhưng mà phải coi lại để có chuyện để Hương Sa nói. Nó có cái sự liên quan hết, chứ phải tự nhiên khơi khơi Hương Sa chiếu lại. Mời quý vị coi. Của mình. Vì các dụng cụ đó tăng cường cái mức đê mê và thỏa mãn dẫn đến nghiện nhiều hơn là đối với vợ chồng thật. Như vậy, khi mà các bạn sau một thời gian chồng đi làm xa về hoặc là vợ đi làm xa về, là vợ qua khỏi cái thời gian bị bầu bí, thì các bạn sẽ không còn áp phê nữa. Và lúc đó các bạn sẽ bị nhàm chán đối với người vợ người chồng đó. Đó là những hậu quả và vấn đề thỏa mãn tính dục đó là bằng các cái dụng cụ hỗ trợ. Còn đối với những người chọn con đường sống xương cầu băm hay xương cầu đét, thì cái phương tiện hỗ trợ này là cần thiết. Tại vì họ không có nhu cầu để lấy chồng với vợ nữa, thì họ được quyền thỏa mãn cái đó. Cái đó không có tội lỗi gì hết về nhân quả. Yêu cầu quan hệ vợ chồng đó cần phải đặt ra cho một quy chuẩn mà tôi tạm gọi là tần suất. Thì cái công thức nó rất là đơn giản. Tuổi từ 20 đến 29 thì lấy bằng con số 2, 30 đến 39 thì lấy bằng số 3, tương tự là 60 đến 69 là lấy bằng số 6, 70 đến 79 là lấy bằng số 7. Nhân với con số 9, lấy cả con số đầu đó, nhân với con số tính thì nó ra hai con số. Con số đầu chỉ cho số tuần, con số sau đó chỉ cho số lần đó, được quan hệ vợ chồng. Ok quý vị, rồi quý vị cũng nghe rất là rõ những cái lời mà chuyên gia tình dục học Thích Nhật Từ giảng dạy đúng không? Đó, cái mức độ nó đê mê như thế nào giữa cái dụng cụ kích dục và cái vợ chồng thật thì nó không, vợ chồng thật thì nó không có đê mê bằng dụng cụ kích dục, thì nó ép phê hơn, nó đã hơn, biết không? Đó, cho nên là xài dụng cụ kích dục nhiều quá là mốt chán vợ thật hoặc chồng thật đó nha. Và cái tần suất quan hệ vợ chồng một tuần bao nhiêu lần là cũng phải theo cái công thức của chuyên gia tình dục học giảng dạy. Ok, đó là cái video đầu tiên. Rồi, bây giờ mời quý vị đi đến cái video thứ hai. Đó là cái video mà thầy Hoàng Nguyên trước cái phiên tòa phúc thẩm, những cái lời nói sau cùng đó, thì thầy Hoàng Nguyên có nói một cái ý, đó là yêu cầu bên cái phía tòa án đó, là yêu cầu công an đó hãy trả lại bốn cuốn sách quý. Bốn cuốn sách này là cái trí tuệ của cả một đời người, của sư phụ của tôi, tức là thầy Lê Tùng Vân đã viết ra. Ok, mời quý vị xem lại những cái lời này nha. Điều thứ ba là thầy Lê Tùng Vân của tôi đã dành cả một cuộc đời từ lúc mười mấy tuổi cho đến bây giờ 90 mấy tuổi để viết nên một tác phẩm. Tác phẩm này được tin là 4 quyển sách. Và đối với chúng tôi biết là khi tôi nói cái điều này thì hội đồng xét xử sẽ không lắng nghe, mà thậm chí có thể nghĩ rằng là tôi đang bị quan tưởng hay bị khùng bị điên. Nhưng mà tôi vẫn phải trình bày lý do là tôi trình bày để cho hội đồng xét xử biết 4 quyển sách này nó quan trọng đối với chúng tôi như thế nào. Đó thì cáo không có cái gì, 4 quyển sách này không có liên quan đến cái vụ án này, thì bị cáo cái nào liên quan thì không được, cái nào không liên quan thì không có được cái lớn. Thưa hội đồng xét xử, đúng lẽ ra là tôi không có nói tới, nhưng mà hiện tại bây giờ bên cơ quan điều tra đã tịch thu 4 quyển sách này 11 tháng rồi chưa trả. Có là tâm hóa trí tuệ một đời. Thì bị cáo là cơ quan đang chứ còn ở đây là đang là... Đó thì quý vị cũng nghe là Hoàng Nguyên đòi, nhưng mà bên cái tòa án nó bác bỏ. Tức là công an khi nó ập vô nó lấy hết tiền bạc, tài sản, máy móc điện thoại của Thiền Am, nó còn lấy thêm 4 cuốn sách. Đó là cái trí tuệ, cái tác phẩm trí tuệ cả một đời người của cụ Lê Tùng Vân đã viết ra để dạy cho các đệ tử của mình. Thì sau khi mà tới bây giờ thì 4 cuốn sách nó vẫn chưa được trả lại. Đó quý vị coi cái video thứ hai. Rồi bây giờ mời quý vị coi tiếp cái video thứ ba. Đạo là án mây buồn lĩnh thần, là trường sơn sừng sững uy nghi, là người cô phụ hôm nay, là trang nghĩa sĩ bọc thay chiến bào. Con hỏi thầy đạo cao đạo thấp,
đạo cỡ nào vừa mức chúng sanh, thì con hãy lắng tâm mình đạo luôn, đến đúng với trình độ con. Đạo, đạo của cậu học sinh là học, của chồng là bảo bọc nhi thế, của vợ là vẹn câu thề, của con là phải mọi bề hiếu trung. Đạo của mọi người dân yêu nước, đạo của vua tầm trước an dân. Đạo đến từng đoạn từng phần, mỗi phần vừa khít với trình độ ta. Thì đây là những cái lời giảng dạy của ông cụ Lê Tùng Vân trong một cái bài hát có tựa đề là Thầy của tôi, do chính những cái người đệ tử họ hát, họ trình bày, và họ có lồng vô một cái đoạn thầy của mình dạy. Thì quý vị biết khi mà Hương Sa nghe xong những cái lời giảng dạy này đó, Hương Sa phải cúi cái đầu mà Hương Sa phục cái ông cụ Lê Tùng Vân này. Tại vì á, đây là một cái người mà như Hương Sa nói hoài, đây là một cái người tu, mà một người tu mà có tầm đó, không có đơn giản đâu quý vị. Ông khi mà ông viết ra được những cái lời này rất là sâu sắc, rất là uyên thâm. Quý vị thấy là đạo đó của cậu học sinh là học, đạo của chồng là bảo bọc nhi thê, của vợ là vẹn câu thề, của con là phải mọi bề hiếu trung. Đạo của mọi người dân là phải yêu nước, đạo của vua là tầm trước an dân. Đạo đến từng đoạn từng phần, mỗi phần vừa khích với trình độ ta. Rất 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 là uyên thâm nha quý vị. Chỉ một cái, những quý vị nghe những câu đơn giản vậy thôi, nhưng mà quý vị thấy nó bao gồm hết của cậu học trò, người chồng, người vợ, người dân, người lính, người vua. Và cái hay nhất là đạo đến vừa khích với trình độ của ta. Cái điều này là cái điều mà nhiều quý vị không có hiểu ra. Nhiều người bây giờ bạn sao quen họ đi chùa vậy đó, mà họ hiểu sai về cái đạo. Họ cứ nghĩ ơi chơi tôi bỏ hết, tôi không màng gì hết, tôi tu là tôi bỏ hết tất cả. Thậm chí có người bỏ chồng bỏ con luôn quý vị. Họ đi chùa bỏ chồng bỏ con, nghĩ là ơi tôi giờ tôi đi tu chồng con tôi bỏ hết. Cái đó là sai, cái đó là vô trách nhiệm. Đạo của người vợ là vẹn câu thề, đạo của người chồng là phải bảo bọc nhi thề. Bởi vậy bây giờ những cái tập đoàn quốc gia nó dạy sao mà người dân họ hờ ơ, họ vô tâm vô tình với đất nước vận mệnh quê hương chính trị, xong họ nghĩ thôi giờ tôi tu thôi bây giờ tôi không màng gì, không no. Một cái người tu đi chăng nữa thì khi mà giặt đến nhà anh cũng phải ra anh chiến đấu được bảo vệ quê hương đất nước của anh. Thì ok quý vị, ở đây thì không có phân tích gì cái bài này, nói hồi Hương Sa sẽ lan man qua cái bài này, tại vì cái bài này Hương Sa đã từng phân tích một lần rồi, những cái lời uyên thâm của ông cụ Lê Tùng Vân. Ok rồi, bây giờ ba cái video Hương Sa vừa cho quý vị coi đúng không? Thì tại sao mà Hương Sa lại nói là cái thằng Ma Tăng Thích Nhật Từ chùa Giác Ngộ nó đang chứa bốn cái cuốn sách mà tình dục, cuốn sách mà dạy mần tình ở trong cái chùa Giác Ngộ? Tại vì quý vị nãy quý vị có coi một cái video của Hoàng Nguyên khi mà đòi lại bốn cuốn sách của sư phụ mình. Thì quý vị biết đó là khi mà Hương Sa coi là Hương Sa biết, tại vì quý vị biết là Hương Sa theo dõi ông cụ Lê Tùng Vân, giống như Hương Sa vừa dẫn chứng cái video mà những cái bài giảng của ổng đó, ổng rất là uyên thâm quý vị. Cho nên Hương Sa tin rằng đây là bốn cuốn sách trí tuệ của cả một đời người, đúng vậy đó. Hương Sa vừa nghe có vài câu Hương Sa đã thấy phục ổng rồi, mà huống chi là cả bốn một cái cuốn sách mà ổng thức ngày đêm để ổng viết. Nhưng mà cái bất nhân ở đây là như thế này. Quý vị phải đặt cái dấu chấm hỏi đó là tại sao mà công an nó vô nó phải lấy bốn cuốn sách này cho bằng được. Đó là cái chỉ thị của thằng Ma Tăng Thích Nhật Từ chùa Giác Ngộ nha, của cái tập đoàn Ma Tăng thầy chùa lửa. Cũng giống y như ngày xưa, quý vị nên nhớ là cái đám mà Diệt Cộng này nè, nó có một cái chiêu bài như thế này. Cái gì mà nó không làm được, nó không bằng người ta, thay vì nó cố gắng, nó phấn đấu để nó làm cho bằng được hoặc nó giỏi, thì nó sẽ tìm cách nó tru dập đi cái người giỏi đó. Nhớ hoài lời Hương Sa nói. Thì ở đây đó, biết rằng ông cụ Lê Tùng Vân là một cái người tu tập thật sự, một cái nhân tài mà hiếm hoi, một những nhân tài hiếm hoi còn sót lại của miền Nam đó. Thành ra nó phải tìm mọi cách, thằng Từ nó ra chỉ thị. Quý vị thấy là cái vụ án mà Thiền Am bị bắt đó, ông cụ Lê Tùng Vân 5 năm tù đó, cũng chỉ vì nó thích được từ ngu như bò đó. Thì quý vị hiểu một cái điều là bốn cuốn sách này là thằng Từ nó chỉ đạo tụi công an phải lấy, và nó đốt, nó hủy diệt bốn cuốn sách của ông cho bằng được. Bởi vì quý vị đặt câu hỏi là, ủa cái gì điều 331 dựa vào những cái clip hài, đúng không? Thì liên quan gì tại sao bốn cuốn sách của một cái ông già mà nó phải lấy cho bằng được, mà Hoàng Nguyên ra tới tòa, Hoàng Nguyên phải đòi? Là quý vị hiểu rồi, tức là nó sẽ y chang miền Nam trước 75 khi mà nó vô nó cướp lấy miền Nam Việt Nam, nó ngày đêm nó đốt hết những cuốn sách của Việt Nam Cộng Hòa. Thay vì bây giờ đó, nó không có giết được tụi Bắc Việt nó vô miền Nam á, thay vì nó không có giết được cái sách đó thì nó lấy cuốn sách của miền Nam để nó dạy. Này đằng này không, nó quý vị biết ông ngày ngày đêm đêm bao nhiêu tháng trời nó đốt biết bao nhiêu cái kho sách vở quý báu của miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ nó cũng tìm mọi cách nó tiêu diệt những cái sản phẩm trí tuệ của cái ông cụ Lê Tùng Vân này. Nhưng mà cái mà Hương Sa, tại sao Hương Sa nói thằng Thích Nhật Từ chứa bốn cuốn sách mần tình là tại sao?
Là tại vì khi đó mà Hoàng Nguyên ra đòi sách như vậy thì bên cái cánh của cái thằng Ma Tăng và cái đám YouTuber còn còn nó xuyên tạc quý vị, nó nói bốn cuốn sách này của ông Lê Tùng Vân là bốn cuốn sách mà dạy cách quan hệ. Quý vị thấy tụi nó tầm bậy tầm bạ không? Rồi ở trong thiền am có que thử thai vân vân, tức là nó xuyên tạc người ta đủ điều hết. Quý vị nghĩ coi, nếu mà cuốn sách mà dạy quan hệ dạy tầm bậy thì Hoàng Nguyên đâu có khùng mà đi ra tới to mà Hoàng Nguyên đòi lại cho bằng được. Và nhấn mạnh là một điều, đây là sản phẩm trí tuệ của thầy của tôi. Rồi đó, tại sao Hương Sao nói thằng Thích Nhật Từ nó có chứa bốn cuốn sách mần tình, là thằng Thích Nhật Từ nó có bốn cuốn sách này nè quý vị. Mời quý vị nhìn lên trong cái phòng ngủ của Ma Tăng Thích Nhật Từ chùa Giác Ngộ. Đây, cuốn sách đầu tiên là Kama Sutra. Cuốn sách thứ hai tên là Kim Bình Mai. Cuốn sách thứ ba là Cô Giáo Thảo. Và cuốn sách thứ tư là Tố Nữ Kinh. À, ai mà chưa biết một trong bốn cuốn sách này thì cứ Google mà tìm hiểu nhé. Đây là những cuốn sách mà rất là nổi tiếng. Kama Sutra là của bên Ấn Độ. Bởi vậy thầy, quý vị thấy thằng Thích Nhật Từ đi Ấn Độ hoài không? Nó đi Ấn Độ, nó thỉnh mấy cuốn sách này về nè. Được viết bằng tiếng Phạn và có dịch ra tiếng Việt ha. Kim Bình Mai thì là của Tàu. Tố Nữ Kinh thì cũng là của Tàu luôn. Và Cô Giáo Thảo là của Việt Nam. Đó, Cô Giáo Thảo là cái cuốn sách mà Thích Nhật Từ yêu thích nhất. Tại vì cái tên của nó là Thảo mà nó là thầy Giáo Thảo, nên nó thích Cô Giáo Thảo. Thì ở đây đó, Hương Sao nói nó có bốn cuốn sách này là vậy nè. Đây là một cái gậy ông đập lưng ông. Và một cái điều này là thằng Từ đó bây giờ nó cho cái cánh YouTuber cần cần, rồi nó cho công an vô lấy những cái cuốn sách quý của ông Lê Tùng Vân, rồi một mặt thì nó phao tin ra đây là những cái cuốn sách ổng dạy tầm bậy tầm bạ. Tại vì tụi nó phao tin là ổng lụm lon mà ở với con với cháu của mình này nọ, quan hệ bày đàn, thành ra những cái cuốn sách mà dạy tầm bậy thì thật ra chính nó là cái đứa đang chứa cuốn sách tầm bậy chứ không phải là ông Lê Tùng Vân. Tại vì sao? Tại vì cái video đầu tiên mà Hương Sa đưa cho quý vị coi, quý vị thấy nó lên nó nói cái chuyện tình dục nó sành sỏi còn hơn tôi nữa, nó sành sỏi còn hơn tôi nữa. Trời, quý vị thấy là nó đó, nó lên nó còn biết là cái dụng cụ kích dục này nó đê mê hơn vợ chồng thật vân vân. Mà Hương Sa hỏi sao mày biết cái đó hay quá vậy? Quý vị nên nhớ cái người đi tu đó, là thằng này nó đi tu năm nó 14 tuổi à, nó đi tu còn rất là nhỏ. Chẳng lẽ 12, 13 tuổi là nó đã đi quan hệ vợ chồng rồi, nó xài dụng cụ kích dục trước khi nó đi tu sao, đúng không? Cái thời của nó cách đây mấy chục năm trước cũng đâu có dụng cụ kích dục ở Việt Nam đâu. Thì bây giờ đó, thì Hương Sa hỏi làm sao nó biết những cái chuyện này. Và quý vị thấy thằng này nó rất là thích nói chuyện tình dục, nó bị lặng cái điều đó, nó nói rồi nó còn rành quan hệ vợ chồng bao nhiêu ngày thế này thế kia. Thì nó mới là cái người chứa bốn cái cuốn sách này, chứ không phải là ông thầy Lê Tùng Vân, ông cụ Lê Tùng Vân. Tại vì bây giờ đó, Hương Sa biết, Hương Sa nói tới đây à, thì sẽ có người hỏi vậy, ủa sao Hương Sa biết là Thích Nhật Từ có bốn cuốn sách này? Hương Sa cũng chỉ đoán thôi, Hương Sa đang vu khống sao? Thì Hương Sa xin trả lời vậy. Vậy tại sao mà cái đám YouTuber còn còn hay cái đám ở bên cái thằng Thích Nhật Từ lại nói là bốn cuốn sách của ông Lê Tùng Vân là bốn cuốn sách dạy làm tình tầm bậy tầm bạ? Tụi bay thấy sao? Có thấy không? Nếu đó mà cho Hương Sa bây giờ cả hai Hương Sa đều không thấy, đúng mà đúng vậy, Hương Sa không thấy trong phòng, chính mắt Hương Sa thấy trong phòng Thích Nhật Từ có bốn cuốn sách dạy làm tình. Tại Hương Sa đâu có vô chùa Giác Ngộ, vô cái phòng ngủ của nó hồi nào đâu, nó cũng đâu cho Hương Sa vô. Và Hương Sa cũng không thấy là ông cụ Lê Tùng Vân là có bốn cuốn sách làm tình hay là dạy học gì đó. Tại vì thật sự chẳng ai thấy trong phòng của ông Lê Tùng Vân có cái gì, mà cũng chẳng ai thấy trong phòng Thích Nhật Từ có cái gì. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy phân tích theo cái khía cạnh như thế này. Nếu mà dựa vào video, Hương Sa tìm hoài tìm mãi Hương Sa chưa thấy ông Lê Tùng Vân ổng lên trên video ổng giảng dạy cái gì tầm bậy. Nếu có thì đưa cho tôi. Ổng chưa bao giờ nói bất cứ cái gì giảng dạy cái gì mà về tình dục tầm bậy tầm bạ. Những cái video mà ổng xuất hiện, ổng toàn là dạy về đạo pháp, ổng giảng giải những cái điều mà Hương Sa mới ví dụ cho quý vị coi đó, rất là uyên thâm. Nhưng mà Thích Nhật Từ Hương Sa đã đưa cho quý vị thấy cái ví dụ là nó rất là xanh về cái chuyện vợ chồng chăn gói, ngay cả dụng cụ kích dục mà nó cũng biết luôn nữa. Rồi quan hệ một tuần, một ngày bao nhiêu lần nó cũng biết luôn nữa. Mà cái người đạo, cái người mà đi tu như nó là cái điều cấm kỵ là nói về tình dục. Nếu mà bây giờ thí dụ thằng Thích Nhật Từ nó nói là à, tôi không có trải nghiệm chăn gói nhưng mà tôi có đọc ở trên mạng. Mày đọc ở trên mạng, tại sao mày lại tìm đọc với cái chuyện tình dục chi vậy? Hả? Tại sao? Tại sao không đọc những cái điều hay tốt đẹp? Tại vì nên nhớ cái người tu là người ta cấm kỵ dính vào mấy cái chuyện tình dục. Thí dụ có đi tìm để đọc để giảng dạy cho Phật tử thì cũng là tầm bậy nữa. Tại vì anh đâu có thể nào mà anh đi vô chùa anh đi nói mấy cái chuyện như vậy. Mà cái điều của nó nói là theo dạng nó nói là cũng tục đó, cái nội dung là tục đó chứ không có phải là bình thường nữa. Thì ở đây đó, Hương Sa đủ cơ sở để Hương Sa nghi ngờ và Hương Sa nghĩ rằng, thậm chí là Hương Sa nói thật với quý vị trong lòng, Hương Sa là chắc chắn luôn đó, là thằng Từ nó chứa những cái sách tình dục ở trong phòng ngủ của nó, thậm chí là những cái đường link, những cái phim con heo ở trong đó luôn nữa, nói thật. Rồi không chừng nó có búp bế nữa, quý vị, nó có búp bế, nó ngủ, nó ôm búp bế kế bên đó, để nó bằng tình với búp bế. Những cái ngày mà không có Phật tử nữ mà vô hầu đó là bắt đầu là nó xử luôn cái búp bế. Thì quý vị biết đó là đó, tại vì thằng Từ, quý vị để ý nó có một cái điều vậy nè, từ trước đến giờ quý vị theo dõi nó một thời gian dài đó, là những cái gì mà nó có đó là nó sẽ đi nó du khống ngược lại người ta. Ví dụ nó là một cái thằng giả sư chánh hiệu, đúng không, giả sư mà chánh gốc luôn á, nó không có một cái gì mà nghi ngờ nó hết, nhưng mà nó lại đi nói những cái người ở thiền am là giả sư giả tu. À rồi đó, chưa hết,
Nó là một cái đứa mà ta nói là trục lợi, kêu gọi tiền của Mạnh Thường Quân, tối ngày đúc tượng Phật, xây chùa, đóng góp cho quỹ tăng ni Phật tử, rồi rồi bây giờ nữa là mới đấy, rồi hiến máu nữa quý vị, nó kêu gọi hiến máu nhân đạo ngày đêm, nó lấy cái máu đó nó đi nó bán cho bệnh viện. Rồi bây giờ tiếp nữa là nó mở tour du lịch nữa. Trời ơi, cái thằng này phải nói mày ăn gì tao cúng. Trời ơi, tôi bái phục nó luôn á. Nó là một cái người gì sắc, phải nó gọi nó là sắc từ đúng không? Hay là sắc thảo. Ở Việt Nam hôm sau thấy mấy cái người gì mà kinh doanh giỏi là hai là sắc bình, sắc sắc tú, sắc gì đó. Thì bây giờ cái này là sắc, sắc này là sắc thảo hay sắc từ. Bây giờ nó bán tour du lịch nữa quý vị. Đây nè quý vị, Hương Sa thấy nó kêu gọi ầm ầm nè, hành hương Phật tích Ấn Độ Nepal từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 2, giá 43 triệu đồng. Tức là đi trong vòng 12 ngày mà giá 43 triệu. Quý vị thấy thấy ghê cho nó chém người ta đẹp luôn. 43 triệu tức là nhiêu? Tức là khoảng 2.000 Mỹ kim. Thí dụ ở bên đây thì cái số tiền đó cũng phải là số tiền nhỏ đâu. Quý vị đi du lịch có 12 ngày mà tốn 2.000 Mỹ kim thì không phải là số tiền nhỏ, mà huống chi với cái lợi tức của người dân Việt Nam 43 triệu, quý vị ghê gớm chưa? Rồi hãy đăng ký ở chùa Giác Ngộ bla bla bla. Trời ơi, nó bán tour du lịch, quý vị, nó kinh doanh như vậy đó. Rồi thì quý vị thấy nè, nó kinh doanh đủ thứ ở trên mạng. Nó có bao giờ kê khai không? Nó có bao giờ đóng thuế không? Không, tại nó đội cái lốt tu, nó đội cái lốt thầy chùa lửa. Và thêm một cái nữa, như Hương Sa nói là tiền bạc hàng tháng, hàng năm, hàng ngày mà nó lụm lặt được, nó móc túi được của những người Phật tử đó, những người dân Việt Nam mà còn ngục đó, thì nó cúng về cho Mặt trận Tổ quốc. Thành ra nó mới là cái đứa trục lợi. Nó trục lợi, nó dựa vào cái nó khoác áo thầy tu để nó kinh doanh, nó kêu gọi đủ thứ chuyện hết. Nó là cái đứa trục lợi thì nó đi nói Thiền Am là trục lợi Mạnh Thường Quân, trong khi đó Thiền Am họ không có lên kêu gọi. Hương Sa không có kiếm được một cái nào mà họ lên họ kêu gọi là quý vị ơi, đây là chùa Thiền Am bên bờ vũ trụ. Họ đâu nói họ là chùa đâu, ngay từ cái tên Thiền Am, ngay từ cái tên Tịnh Thất Bồng Lai là nó đã là người ta tu tại gia rồi. Rồi đó, họ đâu có lên họ xin cái gì đâu, toàn là khán giả thấy tài năng thì khán giả thương, khán giả cho. Nhưng mà thằng Từ nó lại một hai nói họ là trục lợi, nói họ là giả tu. Nhưng mà chính nó mới là giả sư giả tu, chính nó mới là trục lợi. Rồi thêm bây giờ nữa, nó cho cái cánh YouTuber còn còn bên nó lên nói là bốn cuốn sách mà Hoàng Nguyên đòi ở ngoài tòa án là những cái sách dạy làm tình vân vân, mà trong khi đó chính nó mới chứa những cuốn sách này. Tại vì bằng chứng nó lên nó nói chuyện tình dục sành điệu còn hơn cả những cái người có gia đình nữa, quý vị thấy không? Còn bên Thiền Am người ta có bao giờ người ta trèo lên mạng người ta nói chuyện tình dục đâu. Toàn là tụi bay tự thiêu dệt, người ta là lụm lon, người ta là thế này thế kia. Toàn là cái miệng đời tự thêu, tự dệt, tự du khống, chứ Thiền Am họ đâu có. Và Hương Sa nhấn mạnh lại một điều là quý vị hãy đủ trí khôn mà nhìn ra rằng là với những cái lời giảng của ông thầy Lê Tùng Vân như vậy thì không thể nào mà những cuốn sách tầm bậy được. Ông phải trí tệ như thế nào. Và thêm một cái nữa là những cuốn sách tầm bậy thì không có ai khùng mà đi ra tòa mà đòi công khai trước livestream, đúng không? Nếu mà những cái sách tầm bậy thì càng im cái miệng luôn, càng giấu, thậm chí là càng nghĩ trong lòng là trời ơi, lại trời cho mấy anh cô mang đừng có phanh phui mấy cuốn sách này ra, đừng có công bố này nọ vân vân. Còn cái này người ta đòi là hãy trả cho thầy của tôi, thì tất nhiên đây là những cuốn sách người ta quý giá và sản phẩm trí tuệ của người ta, và người ta cây ngay không sợ chết đứng. Giống như thằng Từ nó đi kiện người ta xong rồi nó trốn mất tiêu, nó không dám ra tòa, tại vì nó biết nó sai, nó sợ, nó không dám ra tòa mà mặt đối mặt, lời đối lời với những người ở Thiền Am. Nhưng mà những người ở Thiền Am họ vẫn hiên ngang, họ trình bày những cái quan điểm của họ, thậm chí cái lời nói cuối cùng của họ, họ vẫn nói là nếu mà bây giờ bỏ tù tôi thì tôi yêu cầu hãy bổ sung những cái đơn kiện của tôi đối với ông Thích Nhật Từ, giống đó du khống tôi suốt bao nhiêu năm nay, vẫn kiên định. Hương Sa nói hoài, họ trắng là trắng mà đen là đen, chứ không có cái chuyện mà màu xám. Thì ở đây đó quý vị, Hương Sa đang dùng cái phương pháp là gì, là gậy ông đập lưng ông vậy thôi à. Bây giờ đó lên đó trù dập người ta, du khống người ta ha, giờ bắt người ta rồi nắm cả một cái hệ thống truyền thông YouTuber cần cần lên du khống thiêu dệt đủ điều, thì bây giờ chính Thích Nhật Từ phải nhận cái giá, là chính Ma Tăng mới là người chứa những cái cuốn sách này. Và Hương Sa lại lôi cái video tình dục ra để chiếu cho quý vị coi, để chứng minh cho cái lập luận của Hương Sa là Hương Sa có cơ sở để nghĩ rằng Thích Nhật Từ nó chứa những cái sách vở tình dục, những cái phim heo, những cái búp bê tình dục ở trong cái phòng ngủ của nó. Và như quý vị biết đó là Thích Nhật Từ thì nó được đảng bảo kê, đúng không? Nó được cái sự chống lưng của cả một cái hệ thống nhà cầm quyền Việt Nam, cho nên là không ai làm gì được nó hết, ngay cả YouTuber họ cũng không dám đụng tới. Thì ở đây có Hương Sa trị nó. Bây giờ hả, cứ nó lên nó du khống Thiền Am cái gì, nó lên nó cố tình nó xuyên tạc họ cái gì, thì Hương Sa sẽ môi ra cho bằng được những cái mà chính nó là sai, chứ không phải là họ, không phải là Thiền Am sai. Quý vị nên nhớ một cái điều là những cái người nào mà cái miệng họ càng to miệng lớn miệng đó, họ càng quan quan đó, là họ càng làm những cái điều sai và ngược lại. Hương Sa nói gì đấy nè, những cái tên giả tu thì thường hay chứng minh mình là người tu, tối ngày lên, quý vị thích Thích Nhật Từ, quý vị vô Facebook của nó tối ngày nói chuyện đạo đức không à, tối ngày nói những cái chuyện tu hành từ bi hỷ xả rồi không à, rộng lượng bao dung rồi không à, mà tới chừng làm thì làm quá trời sai trái luôn. Người ta nói có hai ba câu, ông già 92 tuổi đi thương người ta, đẩy người ta vô 5 năm tù. Rồi đó, quý vị thấy là những cái người nào quý vị thấy hay đi từ thiện mà chụp hình đó, mà tối ngày từ thiện, em là từ thiện, cả nhà ơi, cái gì gọi là gì? Gọi là gì, hùng phước cho em này nọ từ thiện, thì những cái người đó ta nói ở ngoài sống không có ra cái đất gì hết á,
Thiệt, quý vị cứ để sao đó. Những cái người mà người ta làm đúng thì người ta cứ làm, còn những cái người mà càng đó, người ta gọi là khua chiên mà múa trống đó, thì họ càng làm sai. Quý vị thấy con Trang Nemo đó, nhỏ mà hôm qua hôm sau mới chiếu cái video mà nó lên nó du khống ông thầy Lê Tùng Vân đủ điều đó. Trời ơi, cái con đó nó cũng đi từ thiện dữ lắm nha. Nó từ thiện, nó kêu gọi tùm lum từ thiện, nhưng mà trời ơi nó sống, tao nói nó, quý vị biết không, ngoài cái chuyện mà nó đánh cái cô gì tên Khanh, còn có những cái video nó đánh những cái đứa nhỏ còn rất là nhỏ, những cái đứa bé đâu mười mấy tuổi gì mà lỡ ăn, thí dụ ăn cắp tiền trong tiệm của nó đó. Nhưng mà cái cách nó đánh, nó lấy chân nó đạp người ta rất là bất nhân luôn, sao coi mình sao không dám coi luôn á quý vị. Tức là ở bên ngoài nó là một cái đứa mà tao nói là bán trời không bằng thiên lôi, mà lúc nào lên cũng từ thiện, rồi bắt đầu đi chụp hình từ thiện cái đưa cho người nghèo đồ này nọ, y chang thằng Ma Tăng Thích Nhặt Tiền Chùa Giác Ngộ. Thích Nhặt Tiền Chùa Giác Ngộ cũng vậy đó, đi lại những cái quỹ trẻ em, quỹ này, đi lại những cái trại mồ côi chụp hình rồi chắp tay hướng Phật đồ. Trời ơi, nhưng mà tao nói về cái độ Ma Tăng là phải nói là đại ma đầu giáo chủ đó. Cho nên bây giờ đó, dám cả gan lên mà xuyên tạc thiền am, là mấy cái cuốn sách là Dạy Mần Tình vân vân hả, bây giờ tao chứng minh cho thấy Thích Nhật Từ mới chứa những cuốn sách này đó. Và quý vị có lại Chùa Giác Ngộ, quý vị nhắn gửi lời Hương Sa nói là thầy ơi, nghe đồn Hương Sa nói thầy có Kama Sutra, có Kim Bình Mai, có cô giáo Thảo, có Tố Nữ Kinh hả, thầy truyền cho con một hai cuốn đọc chơi coi thầy. Hương Sa nói chứ những nói đạo pháp nó không rành, chứ mà nói mấy cái này nó rành dữ lắm. Ok quý vị đó, rồi Hương Sa cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hương Sa nói một cái điều nè, nhiều quý vị nói là Hương Sa ơi, Thích Nhật Từ thế là cũng gặp quả báo à, thì bây giờ quả báo là gặp tôi nè, gặp Hương Sa nè, chứ để bình thường nó quen cái thói làm trời. Hồi trước quý vị biết á, nó người ở trong nước người ta sợ nó tới mức tại nó có quy, nó nuôi quy một cái đội ngũ, nó lấy tiền cúng dường của Phật tử để nó nuôi quyên một cái đội ngũ IT đó, chuyên môn đi đánh gậy người ta, đánh kênh người ta, ăn cắp bản quyền người ta, rồi đánh gậy ngược lại người ta. Thành ra cái đợt mà Hương Sa mà làm video về Thích Nhật Từ, Hương Sa lần đầu tiên Hương Sa mà kêu gọi tên của nó ra đó, nhiều khán giả nói Hương Sa ơi, Hương Sa nói tránh đi, Hương Sa nói cũ từ đi, Hương Sa nói thầy chùa 4.0 đi, Hương Sa đừng có nói ra tên, tại vì chỉ cần nhắc tới cái tên của nó thôi là sẽ bị sập kênh. Hương Sa nói làm gì có chuyện vô lý vậy, chẳng những tao nhắc tên mà tao còn ghi cái tên ra nữa, tao ghi cái tên ra trên cái tựa đề nữa chứ không phải là nhắc không, rồi thậm chí vậy tao lấy video tao dẫn chứng tao chiếu hình lên nữa, tại vì YouTube là của Mỹ mà, làm gì có chuyện mà nhắc tới cái tên. Thì sau này khi Hương Sa dấn thân vô lần Hương Sa mới hiểu một điều là thì ra là nó đi ăn cắp video của người ta, nó đăng ký bản quyền xong nó đánh bản quyền ngược lại người ta. Chính vì cái điều này cho nên người ta bị mất kênh, người ta hoảng loạn, người ta không dám đụng tới cái tên của nó, vậy thôi. Cho nên là bây giờ Ma Tăng gặp Hương Sa là mày gặp quả báo rồi đó. Ok rồi, Hương Sa cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hương Sa thân chào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nội chiến quốc doanh sư, đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng chiến phí cầu hòa. Đạo Phật chân chính là một tôn giáo mang lại cho con người sự giải thoát. Nếu đi đường chính đạo, người theo Phật giáo sẽ lan tỏa ra cộng đồng năng lượng tích cực. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhúng tay vào Phật giáo thì những bậc chân tu bị chèn ép, thay vào đó là những vị sư quốc doanh có quân hàm mặc sức lộng hành. Họ mang trong người chữ tham, chữ sân và chữ si còn nặng hơn cả người phàm. Chưa bao giờ tình trạng mê tín dị đoan lại đang nở rộ công khai như Việt Nam như hiện nay. Điều đáng nói là những trò tổ chức công khai này lại làm cho xã hội trở nên bát nháo, mà chùa quốc doanh là nơi làm việc này quy mô lớn nhất. Các vị sư quốc doanh tự tiện đưa các biểu tượng chính trị vào chùa, cho ngồi ngang hàng với Phật, cố gán cho lãnh tụ cộng sản là Bồ Tát vân vân, rồi bắt những người dân còn u mê vái lạy. Lẽ ra đạo và chính trị phải tách rời, nhưng các vị sư này lại lợi dụng Phật giáo làm công cụ cho bộ máy tuyên truyền của Đảng. Không ít vị sư là đảng viên Đảng Cộng sản, nhiều vị còn có quân hàm an ninh mật vụ. Đây là hình ảnh Thích Nhật Từ bị phe Ba Vàng tổng tấn công. Thích Trúc Thái Minh thi hành nghề mê tín tại chùa Ba Vàng, như trục vong để thu tiền những người mê tín. Thích Nhật Từ thì chuyên tấn công tôn giáo khác, đồng thời cũng có nhiều hoạt động kinh tế giống Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng. Cả hai ông sư này đều là sư quốc doanh, tuy nhiên có vẻ như hai vị này không ưa nhau. Vào hồi tháng 8 năm 2022, mạng xã hội dậy sóng về clip ông Thích Trúc Thái Minh chủ trì chùa Ba Vàng tổ chức vơ vét tiền trong ngày lễ cúng dường. Ở khía cạnh hình ảnh thì rõ ràng là quá phản cảm, là một kiểu kinh doanh đức tin. Đây là hình ảnh làm tiền công khai không giấu giếm. Tuy nhiên ở khía cạnh kinh tế thì rõ ràng đây là thương vụ béo bở cho Thích Trúc Thái Minh. Có lẽ
tâm sân nổi lên mạnh quá nên ông Thích Nhật Từ ở tận miền Nam đã đăng tải phát ngôn rằng việc cúng dường ở chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh trong video clip lan truyền trên mạng là không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự. Ngay ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng. Đây là hình ảnh Thích Nhật Từ ra tận Quảng Ninh để đàm phán hòa bình. Cuộc chiến giữa Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh tưởng như đã lắng xuống thì mới đây báo chí lại rầm rộ chuyện bà Phạm Thị Yến, đệ tử của chùa Ba Vàng, đã kiện Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín. Do ông này đã có những phát ngôn được cho là bịa đặt xúc phạm bà trên mạng xã hội. Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng hai kênh YouTube là Đạo Phật Ngày Nay và Thích Nhật Từ Official của ông để đăng những ảnh thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì tội truyền bá mê tín dị đoan thông qua tà đạo pháp thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn của tỉnh. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được chuyển quyền tạm trú trên toàn tỉnh và cấm không được truyền bá mê tín. Bà Yến cho rằng những phát ngôn này là hoàn toàn bịa đặt. Tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ, thì Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cho rằng việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Từ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí nhưng nói chưa chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Từ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát. Đây là hình ảnh, có lẽ đấy là chiến phí chăng. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự giữa Phạm Thị Yến là nguyên đơn và ông Trần Ngọc Thảo, tức là Thượng tọa Thích Nhật Từ bị đơn. Sau khi hội ý, tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Nhưng mới đây, mạng xã hội đã bùng lên hình ảnh ông Thích Nhật Từ ra tận Quảng Ninh thăm và tặng quà Thích Trúc Thái Minh, trong đó có bà Trần Thị Yến. Việc thăm thú tặng quà của ông Thích Nhật Từ được cộng đồng mạng cho là hành động đầu hàng và bồi thường chiến phí của nhà sư quốc doanh miền Nam cho sư quốc doanh tại miền Bắc. Không biết sau khi đóng chiến phí cầu hòa thì liệu hai bên có gây chiến nữa hay không thì cũng phải chờ xem. Cũng có ý kiến cho rằng hai ông sư này tâm đầy tham sân si thì khó mà hòa bình cho được, đặc biệt là bên này đánh quả bên kia sẽ khó mà ngồi yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nội chiến quốc doanh sư, đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng chiến phí cầu hòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thối nát tột cùng, từ loại tiến sĩ lò ấp cho đến giám đốc mù chữ đều có thể cưỡi đầu dần. Lò ấp tiến sĩ là nơi sản xuất tiến sĩ với tốc độ công nghệ 4.0. Lò ấp tiến sĩ không khác gì các tổ chức cấp bằng giả, tuy nhiên lò ấp là một trường hợp hợp pháp. Chính người đứng đầu lò ấp là những quan chức lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng tiến sĩ của lò ấp là loại bằng không có thực học. Thường học viên chỉ cần đóng tiền rồi sau đó làm một đề tài trời ơi đất hỡi nào đó rồi sau đó đến nhận bằng. Tên hình ảnh lò ấp tiến sĩ là sản phẩm đặc trưng của thời đại Hồ Chí Minh. Chưa có chính quyền nào mà bằng tiến sĩ nhiều như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cách quản lý đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc loại cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng của thế giới. Bởi bên trong nhà nước này là cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ, nó vận hành từ địa phương cho đến trung ương. Thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt mãi mà không hết nguồn quan tham. Nguồn quan tham của chế độ này nhiều như sóng biển, cứ lớp sau xô lớp trước không bao giờ có điểm dừng. Thực ra không có trường hợp nào dạy chiêu trò tham nhũng, những chiêu trò này là do các quan chức học hỏi lẫn nhau.
việc điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần tới những kiến thức cao siêu. Cho nên, dù có thực học vào bộ máy chính quyền cũng bỏ chữ mà học lại chiêu trò để bòn rút của công như bao người khác. Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều Tây học, đều có thực học, nhưng thành tựu ông để lại là vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu khủng khiếp. Mà có thực học thì cũng chỉ là làm cảnh, vậy thì cần gì Tây học, làm gì cho nó tốn kém. Cũng chỉ cần đóng ít tiền vào lò ấp rồi sau đó là luận án với đề tài tào lao nào đó thì cũng có bằng tiến sĩ để tiếp tục lòe thiên hạ, để bổ sung vào hồ sơ các nhân vật cho đẹp mà tiến thần. Làm bằng giả thì dễ bị phát hiện, chứ bằng tiến sĩ lò ấp thì không thể bị phát hiện, bởi nó được cấp cơ quan nhà nước công nhận và đóng dấu. Vì nhu cầu bằng giả trong bộ máy chính quyền là rất lớn nên dịch vụ lò ấp cũng nở rộ. Nó cung cấp cho bộ máy chính quyền những con người rốt nát nhưng có bằng cấp rất cao, rất nguy hiểm cho đất nước này. Tiếp hình ảnh bằng giả tràn lan tại Việt Nam. Cho đến nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Đông Đô là hai lò ấp bị thanh khui. Tuy nhiên, chính quyền này không khui ra những ai đã lấy bằng tại hai lò ấp này. Và đương nhiên, những quan chức đó vẫn tiếp tục tiến thân lên cấp cao nhất của đảng. Bởi nếu truy ra thì quan chức bị lộ, cho nên không ai dạy gì bứt dây động rừng. Cũng vì vậy, các lò ấp tiến sĩ của hai trường hợp trên thì vẫn ung dung cưỡi đầu, cưỡi cổ người dông trong cả nước. Thực ra làm lãnh đạo và chỉ chăm chăm vào kho tiền của ngân sách và túi tiền của dân thì chỉ cần biết mánh lới, trục lợi, không cần học hành gì cao siêu. Thậm chí một kẻ mù chữ cũng có thể làm quản lý nhà nước được, miễn sao ăn cho khéo và chia cho đều thì ắt có cả một ekip cùng lợi ích bảo vệ nó. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng Giêng, ông Tuấn Sô, Trung tướng, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã nói rằng Giám đốc Trung tâm Kiểm định 5017D ở Nhà Bè khi bị bắt đã lộ ra không biết đọc, biết viết, khai học có đến lớp 3 từ 50 năm trước. Tin tức này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội, không ai không cảm thấy sốc khi nghe về một con người mổ chữ mà được giao cho quản lý cả một trung tâm đăng kiểm lớn đến thế. Vậy ông này làm sao biết về tiêu chuẩn kỹ thuật, làm sao hiểu về luật mà điều hành một trung tâm kiểm tra chất lượng ô tô cho lưu thông? Bao nhiêu tai nạn giao thông đã liên quan đến một ông giám đốc điều hành rốt này, có ai thống kê được hay không, và ai sẽ đền cho những sinh mạng bị chết vì việc đó? Đây là hình ảnh trong chế độ này mù chữ đã làm đến cho giám đốc. Có ý kiến cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi lên từ học thuyết khát máu, chỉ có những con người sắt máu và vô minh mới tôn thờ nó. Và thực tế, dù là thời đại 4.0 đi nữa thì bộ máy lãnh đạo đất nước của Việt Nam cũng là một bộ máy của những người vô minh. Họ chỉ biết bòn rút, gây sai lầm và vô năng, cho nên dân mới khổ, đất nước mới nghèo, và bộ máy này nó luôn là mảnh đất màu mỡ cho những con người rốt nát như vậy để phát triển. Nó phát triển những chiêu trò bòn rút ngân sách nhà nước và trấn lột người dân. Có vẻ như nhận xét đấy khá hợp lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Thối nát tột cùng, từ loại tiến sĩ lò ấp đến giám đốc điều hành mù chữ đều có thể cưỡi đầu dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Xin chào tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác. Lời nói đầu tiên, Sang Hồng chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Lời nói tiếp theo, Sang Hồng cũng có lời chúc tốt đẹp nhất đến với cặp vợ chồng sắp tới đây là em chúc cho anh chị được ngày lành tháng tốt, sớm về chung một nhà,
trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, anh Lùng chị Lé. Anh Lùng cho em hỏi, anh Lùng lặn lội đi ra tới chùa Ba Vàng để làm gì vậy? Anh đi năn nỉ hả? Hay đi xin lỗi? Trời ơi, sắp Tết đến nơi rồi, ở nhà ta dẹp dọn chùa chiền để chuẩn bị đón Tết tất niên năm 2023. Rồi còn phải đi ra tòa nữa chứ, còn đâu có mấy ngày nữa đâu anh ra tòa rồi, ăn Tết cái gì kỳ vậy? Hồi đó tới giờ em thấy những cái người mà dân bình thường, phàm phu tục tử người ta đi kiện tụng, mà em ít có khi thấy thầy chùa đi vô chùa kiện, đi vô tòa kiện lắm. Riêng ngoại lệ là anh, sao trong mấy năm nay sao em thấy anh cứ kiện hoài, ở tòa nhiều hơn ở nhà, ở chùa. Làm thầy chùa thì người ta chỉ biết tu hành đâu có thị phi, thì nó đâu có bị gì, anh nhiều chuyện quá đi. Sao mà suốt ngày ra tòa cứ kiện rồi cứ tụng, mà từ đó giờ cả anh toàn kiện người khác không à, kiện đâu thắng đó. Chỉ có lần này người ta kiện anh, vậy anh cho em hỏi anh coi cái cảm giác của anh như thế nào vậy hả anh, thích cụ từ anh Lùng. Anh cũng kỳ, mình đã đi tu rồi ai nói gì kệ người ta. Người ta nói mình ngu như bò thì mình không ngu thì thôi, mình có quyền ngu như heo. Anh thiệt tình, cái tánh tình cũng kỳ cục quá đi. Người ta nói mình ngu như bò, mình không chịu ngu như bò thì thôi, mình có quyền ngu như heo. Mình nín hinh đi, rồi mình kiện người ta xong mình có vô tiền tỷ không? Chắc có à nghe. Bởi vì tôi nói cho anh nghe, với một cái chức vị không nhỏ như anh trong cái giới thầy tu, không phải ai cũng dễ mà có đâu. Mà anh sanh si quá trời, phát ngôn bậy bạ, tục tiểu vô văn hóa. Mà đã là thầy tu thì phát ngôn kỳ cục. Vậy đó mà cái thằng luật sư Vũ nó cứ nói anh lỡ lời hoài à. Đúng là như bà mặt trời bả nói là, như con vợ anh á, bả nói là luật sư là lúc nào cũng bẻ cong pháp luật. Trời ơi, chị mặt trời ơi, luật sư Vũ là đồng bọn với chị đó, biện hộ cho chồng chị đó, bảo vệ chồng chị đó. Mà chị chửi luật sư nào mà bẻ cong pháp luật. Mới sáng clip sáng chị nói vậy đó, mà giờ thấy là chị nói như luật sư Vũ bây giờ nói là thầy lỡ lời chứ thầy không có nói gì ai, thầy chia sẻ từ báo chí mà thôi. Vậy thì bây giờ báo chí người ta đăng cái gì, thầy quan tâm làm cái gì? Sao thầy tu mà không lo tu? Thầy tu thì thầy lo tụng kinh niệm Phật, thầy lo dạy cho Phật tử đi tu. Sao mà thầy không lo tu mà lo cái chi không biết? Bây giờ người ta kiện thầy rồi đó, thầy có thấy chưa? Luật nhân quả, thầy đã từng dạy người ta luật nhân quả. Thầy sanh si, thầy hung dữ, thầy hung hăng. Trời ơi, thầy tu mà không có chịu tu, suốt ngày cứ đi kiếm chuyện, chửi lộn không lại thì đi kiện, chửi hơn người ta thì về nhà tối ngủ ngon hả dạ, cái mặt sáng trưng. Ủa gì kỳ hả? Gần Tết rồi người ta tranh thủ đi, người ta kêu gọi Phật tử đem tiền nhiều nhiều vô đi, người ta hốt một lần cho nó đã. Từ đây mà tới mùng 1 Tết, trời ơi thầy hốt không có ít đâu nghe. Chuẩn bị thùng tam bảo chưa? Hả? Về nhà chuẩn bị thùng tam bảo chưa? Thấy mà nó nhỏ quá thầy đi sắm cái bự đi. Tết người ta cúng nhiều dữ lắm, mạt sức đó, rồi qua Tết mình lấy tiền đó mình đi kiện. Chứ mà bây giờ á, cần gì mua món quà đi ra chùa Ba Vàng, rồi tặng, rồi hối lộ, rồi năn nỉ xin lỗi hay là làm quà. Chuyến đi này có mục đích phải không? Trời ơi, người ta đi đến đâu á thì được người ta quý mến, kính mến tới đó. Sao mà thầy đi đến đâu á cái người ta theo, người ta sanh si, người ta chụp ảnh rồi người ta đăng tùm lum từa lưa si ba chao hết vậy? Mình tu phải được người ta kính trọng, bước ra đường là người ta phải gặp thầy là chắp tay lại A Di Đà Phật đó. Nếu mà những người nào mà người ta đã quy y thì người ta đã thấy sư ở đâu thì người ta cũng chắp tay A Di Đà Phật hết trơn á. Tại vì á, con người của thầy ăn ở nó không có đức,
thường thường á, người ta đi vô trong mấy cái clip á, mà tu á, để nghe kinh nè, nghe pháp thoại, nghe thuyết pháp, nghe nói về luật nhân quả, về cách để tu, thường thường là như vậy đó. Em cũng hay mở lên em coi lắm á. Mà thường thì em xem của Thích Pháp Hòa nè, thầy Thích Tam Nguyên nè. Chứ em không có xem thầy, em không có dám. Tại vì em là con gái đàn bà phòng không gối chiếc. Tự nhiên cái bắt cái clip của thầy lên, cái trời ơi thầy dạy quan hệ tình dục, cái vụ gì mà đồ chơi kích dục gì đó, em nghe em thấy sợ quá, em gớm quá. Em không có dám vô kênh của thầy nữa. Cho nên bây giờ em thấy cái lượng đăng ký, cái lượng xem mà trên cái kênh YouTube của thầy hình như không có còn ai hết trơn á. Tự nhiên bữa đó em thấy thầy trực tiếp cái gì mà cái chữ nó đỏ lờm đỏ lét, em nhào vô em coi. Em coi xong tự nhiên em thấy quá bất ngờ, bởi vì cái kênh của thầy chỉ có 25 lượt xem. Mà có khi mà thầy đăng cả tháng trời mà cũng có 1000+ lượt xem. Sao mà thầy xuống cấp trầm trọng vậy hả? Hả? Hồi đó tới giờ thầy làm YouTube là 1 triệu view không đó. Trời Phật ơi, sao kỳ vậy? Em nghe vợ anh nói á, em nghe vợ của thầy nói á, làm YouTube dễ lắm. Bán cá, bán cua gì làm cũng được hết á. Em nhào lên em làm nè, sao mà của em chỉ đăng có một chút xíu mấy ngàn lượt xem mà. Mà em bán cá, ý là em bán cá đó nghe. Còn thầy là một người mà có chức vị cao, là một người tu hành, chuyên tuyền chuyện gì, truyền tải những cái gì mà gọi là tu. Mà sao giờ mà thầy làm ăn cái kiểu gì kỳ cục, thầy làm ăn gì kỳ vậy? Làm riết rồi không có ai coi kênh của thầy hết trơn vậy. Hai kênh YouTube thầy cũng lượng đăng ký hình như là tới 200+ ngàn người đăng ký thầy đó. Mà sao không ai coi thầy hết trơn vậy? Ủa bộ Phật tử rời thầy, bỏ thầy đi hết rồi hả? Hiện bây giờ cái kênh của thầy cái vụ gì mà sao live stream mà trực tiếp mà nó có 25 người xem, em thắc mắc hoài luôn, em hỏi thầy sao thầy bị vậy vậy? Hả? Thầy nhiều chuyện để làm chi vậy? Đừng có thị phi nữa nghe thầy. Chuyến này mình đi ra tòa mình giải quyết cái vụ mà người ta kiện mình đó, xong cái mình về nhà cái tự nhiên cái mình hiểu được cái luật nhân quả, cái thầy tu bớt giùm em cái. Có đâu mà người ta nói mình ngu như bò mà cũng đi kiện người ta nữa à. Đã em nói với thầy rồi, thầy có quyền ngu như heo, ai nói gì kệ người ta. Đó, người ta nói mình ngu như bò mà mình không có ngu thì thôi, đúng không? À, sau đây nãy giờ em chia sẻ với thầy rồi, em nói chuyện với thầy hoài, em sợ chị mặt trời chị ghen. Thôi thầy cho em xin ít phút để em nói chuyện với vợ anh cho chị mát lòng mát dạ. À, em chào chị mặt trời ạ. Trời ơi chị mặt trời lé ơi, nãy giờ em xin lỗi chị, em nói chuyện với chồng chị hơi lâu nghe không? Lần sau em không dám nữa. Lần sau em lén lén nói chuyện với chồng chị mà không có chị trong đây. Em mới lúc nãy em cũng lục lục bò bò vô kiếm cái kênh của chị. Hồi sáng em nghe chị nói là chị không cho em vô kênh chị comment. Chị nhắc tên Sen Hồng Đồng Tháp TV làm cho em vui lòng dễ sợ. Em mới biết được là bây giờ em thành công trong cái sự nghiệp YouTube luôn. Từ cái bữa mà em làm kênh tới bữa nay tới 20+ ngày rồi mà chị mới có nhắc tên em à. Trời ơi trời, em mừng, em nói chị hồi tối qua em không có ngủ được luôn đó. Cái sự nghiệp YouTube của em á, tự nhiên mà chị nhắc đến là em biết em lên hương luôn rồi. Em cảm ơn chị nhiều, em cảm ơn chị rất nhiều và rất 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 nhiều nha không. À, ủa mà sao chị không cho em vô kênh chị vậy? Em nghe chị nói với đàn em của chị là hả, mà thấy kênh của em với Phan Phát rồi đó, thấy mấy cái kênh của tụi em vô á, nhớ lóc nó đi thảy nó vô chuồng chó. Chị ơi em đâu có vô. Thường thường em núp lùm, em mò mò em coi chị làm cách nào đó, em học chị em làm không à. Bởi vì kênh YouTube này mà nó có là thành công của chị rực rỡ. Chị là một người thầy, là sư phụ của em đó. Trời ơi nghề nghiệp của em á, hồi trước đây tới giờ em bán cá. Từ bữa chị nhắc nhở với em á là bán cá cũng có thể làm YouTube, cái tự nhiên cái em có cái suy nghĩ táo bạo. Em về em xin phép cha mẹ chồng con luôn, em xin phép để em được làm YouTube. Chị biết không, làm YouTube bây giờ là gia đình em cho em làm YouTube, nhưng mà với điều kiện là không có được chửi đó. Rồi cái người yêu của em cũng vậy, không cho em làm YouTube nữa. Cứ sợ em đưa cái mặt em lên trên mạng xã hội rồi em đẹp quá cái người khác cua em.
Nhưng mà em bán cá ở đó giờ em xấu quá à, em đâu có ai cua. Bây giờ á, em nói cho chị nghe nè, hồi sáng này chị nhắc tên em đúng không? Đó, bây giờ em biết là em thành công rồi đó. Hôm nay là em rất là phấn khởi khi mà em làm clip dành riêng cho chị. Rồi từ đây về sau em sẵn sàng là một người bác sĩ chuyên phục vụ cho chị, trị bệnh ngứa hén ngứa mồm cho chị luôn. Đó, à, bữa nay em thấy chị nói cái gì nào làm clip đó cũ chứ không phải bữa nay. Thật ra sáng giờ em hóng chị quá trời, không thấy chị lên. À, bây giờ em đem clip cũ ra em nói nè. À, chị chửi ai á, là tu hành là phải được nhà nước công nhận. Tu là phải được gì giáo hội Phật giáo công nhận mới được quyền tu. À, không bao giờ nhà nước cho mình tự cái quyền mà tôn giáo, không cho quyền tự do tôn giáo. À, để em nói cho chị nghe, nếu chị nói vậy là mỗi lần em muốn đi tụng kinh niệm Phật là em phải đi vô chùa của chồng chị hả? Dạ thưa chị, chồng chị ở xa quá mà em ở cách xa, mà tiền bán cá của em thì chi phí nó không đủ. Nhằm bữa vì chị đó mà em không có bán cá, em bán có ba mớ xong em bỏ em đi về. Cũng tại chị, từ ngày mà em á, mà làm YouTube vì chị đó, là em nói chị nghe, nhằm bữa em bán rẻ cho người ta đặng cho mau hết, đặng em về em làm clip em gửi cho chị. Cho nên là chùa của chồng chị nó hơi xa. Nếu mà cho em tu hành mà em tu tự do ở nhà thì em còn tu được, còn chị bắt buộc em phải đi đến cái chỗ mà được nhà nước công nhận á, là cái chỗ chồng chị thì xa quá, em không có tiền. Ở đâu ra mà chị ngồi chị chửi người ta tu tại gia? Chị nói người ta là tự cho cái quyền tự do tôn giáo, rồi tu này nọ. Em nói cho chị nghe nè, Phật là tại tâm. Nếu đã là một người phàm thì tất cả các tôn giáo mình nên tôn trọng hết, chứ không phải à mình đạo Phật thì mình gặp tôn giáo và đạo tin lành thì mình không công nhận, mình ghét người ta. Tôi là đạo Phật tôi vẫn đi nhà thờ được, mà người ta là đạo Chúa người ta vẫn đi vô chùa được, không có cái điều cấm người ta được. Còn cái chuyện chị tôn thờ ai thì quyền của chị. Chị ngồi đây, chị đâu phải là, mà tôi cũng công nhận nghe, đúng là trai tài gái sắc, tôi nói nồi nào úp nắp dung nấy, thằng chồng chị thiết pháp, tháp pháp thội thì cũng tào lao, mà chị lên ngồi làm YouTube dẫn dắt dư luận cũng đi đâm hơi quá. Tôi mà tin chị á, mà tôi tin chị chắc cũng may, mà bây giờ tôi vừa làm YouTube vừa bán cá, chứ tôi nghĩ bán cá luôn, tôi làm YouTube là cám không có tôi ăn nữa. Đó, chị nói chuyện tôi tin không có được, thiệt tình luôn á. Chị bây giờ chị lên đây chị ngồi là chị chỉ tay năm ngón, chị chỉ ai là người đó sắp chết với chị hả? Chị tưởng chị là ai vậy? Trời ơi, chị kêu tên mấy cái nhân vật ra chị nói chuyện mà tôi nghe tôi mắc cười quá à. Ở đâu ra mà người ta học luật sư xong rồi cái bằng không có, cái bằng là không làm được cái gì hết. Rồi không biết luật gì trơn á, không biết gì trơn á. Rồi sắp tới đây nè, nếu mà chị Thanh Trần mà không có kịp quay xe thì chị Thanh Trần sẽ bị bắt, sẽ bị thư kiện, sẽ bị chụp. Trời ơi, ở đâu ra vậy chị mặt trời lé? Chị giống như thầy bói tiên tri vậy. Đã nói là chị không có cái quyền, không có cái cơ quan nào có gọi là sao ta, chị không có cái thẩm quyền nào mà để quy tội người ta, là người ta phạm tội là chị có cái quyền chị chỉ tội. Hôm trước tôi có nghe chị lên chị nói như vậy, chị nói là những cái tên mà tội phạm phản động này nè, những cái tên tội phạm là chị là một công dân, chị là một người có quyền, chị là phải cùng nhau, chị rủ mà tất cả mọi người cùng nhau dạch tội chỉ tội những cái kẻ mà tội phạm, chẳng hạn như là binh vực Thiền Am đó. Không hiểu sao mà ai nói tới Thuyền Am là chị lại cho là người ta phản động. Chị nói là chị thay trời hành đạo. Chị nói là chị phải cùng chung tay với mọi người cùng nhau với chị. Đi chỉ tội tội phạm ra, chứ bây giờ đợi tới nhà nước. Nhà nước đâu có rảnh mà lo tới nhiều như vậy. Lo không có xuể. Cho nên là mỗi một con người như chị là phải cùng nhau để truy bắt tội phạm. Trời trời. Mẹ, mẹ làm YouTube nha, mẹ không phải công an chìm hay công an hình sự, hay mẹ không có cái thẩm quyền nào mà để được ở trên cấp trên đề xuống cho mẹ đi bắt người ta chỉ định tội phạm hay là đi dạch tội người ta.
mà mẹ ngồi mẹ nhiều chuyện, mẹ kêu tên người ta bữa nào mẹ bị bắt bây giờ nè. Đó, bà nói mà không có bằng chứng xác thực á, tự động người ta bắt bà bây giờ nè. Bà vu oan giá họa người ta, bà khùng cũng vừa phải thôi, cái thứ gì mà học mà đi học nửa mùa hả, cái thứ học hành nửa mùa. Trời ơi, chị kỳ quá, chị ảo tưởng quá vậy. Chị tưởng chị là ai? Rồi cái bà Diệp Đậu là cái bà mà vô ơn phản phúc, chuyên đi chửi thuê chửi mướn, chuyên đi xin tiền, vì tiền bất chấp làm tất cả, thì chị lại khen. Chị lại cho rằng là bà đó có biết hối lỗi, biết quay đầu, biết tự làm những cái việc đúng đắn. Là chẳng hạn như người ta cho tiền mình xong là mình đi ghi tên từng người cho mình, mình vô cái đơn để mình lập cái đơn ra mình đi kiện, là những cái việc làm đúng đắn của chị Diệp Đậu của chị. Trời trời, con lại mấy má, mấy má cũng vừa phải khùng thôi. Với lại ở đời mà có một cái con người mà dắt chanh bỏ vỏ qua cầu rút ván, ăn cháo đá muỗng dùa, mà chị được, chị cho là chị tôn trọng, chị rước về đội của chị, thì thôi tôi thua luôn. Rồi ở đâu ra mà bà tư cầu muối, tựa cầu tiêu, ăn cắp xi măng công trình, cái con người đầu đường xóa chợ, lên mạng xã hội giống cái họng vô mà chửi người ta không còn một cái gì hết, mà bà lại là coi như là lên lên like là nhắc tới tên tư cầu muối mấy triệu à nghe, Mai Dù mấy triệu à nghe, Diệp Đậu mấy triệu à nghe. Trời trời, chồng của chị đi tu đó, chị ráng ăn ở tu tâm tích đức đi. Vợ chồng gì mà làm việc trái ngược vậy, ổng đi tu thì chị phải tích đức chứ có đâu mà chị đi kiếm tội phạm chị đưa về vậy. Chị đưa về, chị kết nạp vô trong cái đội của chị vậy. Ở đâu ra mà có duyên với Phan Phong, ủa có đi kiếm thằng thằng Phong mà có duyên với thằng Cao. Trời trời, chồng thì sờ sờ đó, em đã nói rồi, ra duyên em tính cho. Chị cứ sồn sồn, chị gấp mà chị đi ra tới ngoài Bình Định chị kiếm thằng Phong mà không ngờ nó đi Đà Nẵng. Rồi sao kiếm không có duyên lại lặn lội đi về, quay về sao không biết nữa, tự nhiên mà người không hẹn mà gặp là thằng Cao. Trời ơi sao kỳ quá, tôi vui quá không biết làm sao mà tự nhiên tôi nói về vấn đề đó cái tôi mất cười. Trời trời, tôi nói chị lớn tuổi rồi mà chị cứ sồn sồn mà đi kiếm trai trẻ mới chịu à, thiệt tình chứ. Không hiểu sao mà chị lên mạng xã hội chị không biết mắc cỡ. Chị là một cái kênh YouTube mà chị ngồi chị chửi luật sư không biết cái gì hết trơn á, sống bằng cái nghề môi mép bẻ cong pháp luật đồ thế này thế kia. Xin lỗi chị nghe, ông nhà nước á, ổng là giống như là một cái camera, giống như là một cái định vị vậy đó, không bao giờ chị qua khỏi được ổng đâu. Nghe không, tôi nói cái kiểu dốt ông nhà nước quý vị. Em bán cá, em nói chuyện kiểu bán cá nha. Dạo này em phải nói chuyện kiểu bán cá với chị mặt trời chị mới hiểu. Chị đừng có gài ghép người ta vô phản động tội nghiệp người ta lắm. Hồi sáng mà nghe chị đọc tên em nửa mừng mà nửa buồn. Em sợ hết hồn luôn. Đối với chị, tất cả những cái kênh YouTube mà chị không ưa là phản động hết trơn đó. Chị ăn nói ngộ dữ lắm chứ không cần mà chị ăn nói theo cảm xúc nè, chứ không cần là cái chuyện đó có hay không. Tánh chị là vậy đó. Chị biết không, tại cái bản chất của những con người mà vừa lùng vừa lé đó, nó hay vậy lắm đó. Bản chất của con người mà vừa lùng vừa lé đó, cái tánh nó nhỏ mọn, eo hẹp, ích kỷ lắm. Cho nên hồi sáng mà chị gọi tên em, tự nhiên em hú hồn chim én luôn, thiệt luôn á. Tự nhiên cái đang bán cá ngoài chợ, ôi ôi chị nhắc tới Sen Hồng, ông nội ơi chạy về. Không biết nay chị nhắc tới tên mình, chị khen mình hay là chị chửi nữa. Trời trời, chỉ mà đưa mình vô cái tội phản động, chắc cha mẹ ôi chua chua, ôi cha mẹ ơi, chua cha chắc chết. Mà nói nghe nè, chị mặt trời hởm trời, chị có cho tiền chị Dịp Đậu không? Chị có cho không? Chứ cái bà đó mà cho tiền là phải chị cho hoài mỗi ngày nghe. Chị ngưng cho một ngày là chị tôi cái mạng chị đó. Một cái con người mà qua cầu rút ván dắt chanh bỏ vỏ đó, trời trời, ăn cháo đá muỗng dùa mà ăn thức đá bô đó, đi tới đâu người ta sợ tới đó, người ta sợ dữ lắm. Vậy mà chị cho về đội của chị hay thì chị khen chị thưởng luôn. Em nể chị quá. Còn em nói đâu cái tư cầu tiêu gì đó, đi làm công trình, nghe nói là giữ công trình hay là quản lý công trình hay là bảo vệ công trình gì đó, nói chung là đi làm công trình gì đó, chắc cũng là coi cai rồi quản lý bảo vệ rồi ngủ dữ rồi tối nửa đêm mà thầu về là hốt xi măng đó. Mà em nghĩ trời ơi chắc là công trình lớn lắm luôn đó, chị này chắc chức chị lớn dữ lắm.
chị Tư cầu thiêu này nè, chức vị của chị lớn dữ lắm. Tại vì nếu mà cái công trình mà ăn cắp tới 100 bao xi măng là trong đó hàng ngàn bao mấy mấy ăn cắp được 100, đúng không? Mà hình như chị Tư cầu thiêu là chị chuyên là định vị mà. Chị chuyên cái nghề định vị người khác ở đâu mà tại sao mà lúc mà chị làm cái nghề mà ăn cắp xi măng chị không biết định vị được mấy cái chủ thầu. Chị để cho chị dính cháu mà để người ta biết sùm hết trơn vậy hả chị Tư cầu tiêu? Đi ăn cắp xi măng mà mình chuyên môn định vị thì mình phải định vị cái chủ thầu hay là nó ở đâu đặng mình biết nó không lợi mình mới đi ăn cắp được. Trời, chị nghĩ sao chị làm nghề định vị mà chị làm việc sơ suất dữ vậy hả chị Tư cầu tiêu? Trời ơi, cái gì mà suốt ngày em nghe là chị định vị người này ở đâu người kia ở đâu. Rồi chị chơi thân với chị Mai Dù nữa. Sao chị chơi thân với chị Mai Dù? Cái tự nhiên cái chờ chờ chị nhỏ tuổi hơn mà chị cũng là coi như là cũng ngon ha. Cũng bản lĩnh quá ha. Chị Mai Dù toàn kêu chị là chị không vậy đó. Dạ dạ nữa chứ. Ôi bộ chị Tư cầu tiêu, em hỏi chị nè. Bộ bản lĩnh của chị dữ lắm à. Hả chị? Sao mà chị Mai Dù mà bình thường là chị Mai Dù lên trên mạng xã hội là coi như là các kênh YouTube chị Mai Dù chị chửi sập vàng, chỉ là một người không biết sợ ai luôn. Chị chửi hổ mà chị chửi kinh hồn kinh dị lắm. Mà sao gặp chị Tư cầu tiêu cái chi sò cái đầu chị xuống mà chị dạ không vậy đó. Chừng nào tác? Trời ơi, em sợ luôn mấy chị mà công nhận em để nghe trong cái nhóm của chị có 4 người mà em sợ luôn đó. Trời ơi, nào là Mặt Trời Lé, nào là Cô Diệp, trời ơi, nào là Mai Dù, nào là ta nói Tư cầu tiêu, toàn là thứ dữ không hà, toàn là đối thủ nặng ký không đó. Sắp tới em gọi cái nhóm của chị là cái nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân ha. Trời ơi, một cái nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân của cái làng YouTube năm 2023. Tự nhiên cái em cảm thấy bốn chị nó vừa nổi tiếng giống như ngôi sao hạng A vậy đó. Mà bây giờ Tứ Đại Mỹ Nhân mà ai là mỹ nhân đẹp nhất ta? Hình như là cô Diệp Đậu, đúng không? Cô là gương mặt xinh xắn. Cô có cái làn môi mỏng, đặc biệt là cái môi mỏng này chửi bảo tàng hung ác lắm, lẻo mép, ăn đằng sóng nói đằng gió, ăn á, đặc biệt cái là không bao giờ biết mang ơn, cho nên là Tứ Đại Mỹ Nhân là cô là hàng đẹp đứng đầu. Sau đó mới tới Mai Dù. Mai Dù mặc dù là nặng ký, mập, bụng bự, mỡ nhiều, nhưng được cái là gương mặt cũng đẹp, môi cũng, cái miệng nhìn cũng không đến nào cũng đẹp. Nhưng mà đặc biệt là có hai cái đồng tiền nha. Cặp mắt thì nhìn cũng đẹp. Nói chung là Mai Dù vẫn là đẹp. Chỉ có điều là Mai Dù mập quá, bụng bự, mỡ không à. Mà bây giờ Tết rồi, nói chung là ta ăn thịt kho, ta cũng ăn thịt kho mà có mỡ, không sao, chị cũng còn có giá. Tư Cầu Muối á, là tên thường gọi là Tư Cầu Tiêu á. Không biết là cái người phụ nữ này đẹp hay không quý vị. Chứ em mà đã đặt cho một cái danh hiệu Tứ Đại Mỹ Nhân rồi mà không biết mặt thì làm sao em phân biệt so sánh. Bây giờ còn vô chung kết rồi. Chung kết là coi như là nhất gì phải không? Đem Tứ Đại Mỹ Nhân mà biệt hiệu là Tư Cầu Tiêu á, mà so với Mặt Trời Lé á, thì em nghĩ chắc là Tư Cầu Tiêu đẹp hơn. Bởi vì từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thấy ai mà xấu như cái chị Mặt Trời Lé. Chỉ là xấu kia bằng em nghĩ là chị xấu nhất thì không ai xấu gì. Cho nên là em sẽ để cho chị Tư Cầu Tiêu là đẹp hơn chị Mặt Trời Lé. Ồ, vậy là bây giờ là cuối cùng là chung kết ha. Hồi nãy là tứ kết. Tứ kết là có nghĩa là tranh nhất nhì ba tư. Tranh nhất nhì ba tư là cô Đậu Diệp á, thì là được là hoa hậu, được giải nhất. Mai Dù á thì là giải nhì.
tứ đại mỹ nhân là Tư Cầu Tiêu á, là được giải á hậu, giải ba. Wow, Tư Cầu Tiêu giải á hậu, giải ba. Rồi bây giờ cái một giây phút bất ngờ, em xin công bố giải Út, giải thứ tư là Trị Mặt Trời Lé. Em khùng không quý vị? Nói thiệt với quý vị, trước đây á, em bán cá á, em đâu có khùng. Từ ngày mà em gia nhập vô cái làng YouTube á, cái tự nhiên cái em khùng khùng luôn vậy đó. Trời ơi, em nói nhưng mà làm YouTube nó cũng có cái vui của YouTube, mà bán cá nó cũng có cái lời của bán cá. Bán cá thì nó hơi cực, thức khuya dậy sớm, được cái là ngày nào chắc ăn lời ngày nấy, lỡ mà bán ế thì cũng có cá mà ăn. Còn làm YouTube, em làm má ơi, từ hổm rày em làm không có cái giống gì để ăn hết trơn á quý vị. Hôm nay là những gì em đã dành cho mấy chị, và luôn luôn là động viên và khuyến khích cho mấy chị là người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng đẹp hết. Cho nên là bốn chị tứ đại mỹ nhân hãy hãnh diện với đời, với cái làng YouTube. Thật ra cái làng YouTube này nè, trừ em ra nha, là bốn chị đẹp nhất luôn đó. Mà nếu em mà có tham gia vô là bốn chị ở lại đi, em đẹp nhất. Hên đợt này em không có đi thi, quên còn nữa. Còn bà Bảy Miền Tây, trời ơi quý vị ơi, thấy vậy thôi nghe chị Bảy Miền Tây nha, trời ơi tôi thích chị dữ lắm. Biết làm sao không, em á là dân bán cá, chị Bảy là dân mà đồng ruộng, cho nên là chị em của em tự nhiên nó có một cái chữ, nó có một cái gì gọi là làm sao, nó thích nhau, nó mến nhau, quý lên nhau lắm, miền Tây với nhau mà. Em á thì em bán cá cho nên là em mộc mạc lắm, có làm sao nói vậy. Em mà chỉ có biết cuộc đời này cầm cây kéo em cắt gì nè đó, cái mỏ của con cá tra mà em cắt một cái búp là xong. Còn chị Bảy á, trời ơi, chị Bảy là ở mà coi như là gái quê á, mà nó dễ thương, nó mộc mạc mà ăn nói thật thà. Được cái là chị Bảy nói câu nào ra nó cũng nghe thấm thía nhức đầu. Mà chị Bảy này cũng kỳ nha, khịa người ta mà khịa một cách nhẹ nhàng, mà chị có biết chị khịa nhẹ nhàng mà người ta rất là đau khổ không? Trời ơi, em khoái nhất cái câu mà chị kêu cái gì nè, cái con nghiệp chướng bô trưởng mưu dài. Trời ơi, ta nói á, ở đâu ra mà chị kêu cái tên kêu bằng nhẹ nhàng mà nghe nó đã cái lỗ tai gì đâu á. Bà chừng nào bà bán cái nón lá rách, bà bán cho tôi nghe bà. Hôm qua tôi thấy bà ra ngoài đồng ruộng lúa, bà đội cái nón lá rách, bà ngồi bà núp, cả núp, bà nói chuyện nhiều, bà kêu cô Đậu Diệp á. Trời ơi, cái nón cũ rồi, thôi để hợm, vài bữa em mua cái nón mới em tặng chị nghe, nghe Bảy Miền Tây. Hôm nay là em công bố là cái tứ đại mỹ nhân được bốn cái giải, coi như là bốn chị thi với nhau là chỉ có bốn chị được giải thôi nghe, có thêm em vô bảy vô là hai bốn người đó là ở lại hết đó. Em nói như vậy, bốn chị có vui không nè, tứ đại mỹ nhân của em, tứ đại mỹ nhân của cái làng YouTube. Em xin kính chào một lần nữa. Em thương, chúc cho tất cả các chị em trong cái làng YouTube được nhiều sức khỏe, vui vẻ để đón mừng ngày cưới của chị Lé với anh Lùng. Xin bye bye, chào tạm biệt.